Hello, in the lesson today, we'll learn how to pronounce I. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm nguyên âm tiếp theo nha. Đó là chính là nguyên âm I của chúng ta. Nguyên âm I trong từ nào? Trong từ nào của chúng ta nhỉ? Trong từ my các em. Ok, nào, I được phát âm như thế nào nào? Chúng ta quan sát hình vẽ. Xin bảo giúp cô nha. Nào, chúng ta có từ I. I được cấu tạo chính là từ âm A nối sang gì đấy nhỉ? I của chúng ta đấy. Ok, R và E. Tuy nhiên thì khi phát âm sang âm I thì cái âm R của ta nó sẽ bị ngắn hơn một chút nhá. Nên em quan sát cách phát âm đây, chúng ta thấy rằng âm R này sẽ được mở rộng miệng đúng không? Miệng của chúng ta sẽ mở rộng. Đấy, còn âm I thì vẫn phát âm thì kia thôi. Là chúng ta có I. Ý, I. Không phải là I nhá, mà là gì? I. Như trong một số từ như là fighting. Fighting. Surprise, surprise, hay là guide, guide, em nhé. Nào, để nhận biết nguyên âm I này, chúng ta có tất cả là 5 dấu hiệu sau đây. Dấu hiệu đầu tiên các em quan sát đây. Chữ cái Y ngắn của chúng ta các em nhé. Chữ cái Y ngắn được phát âm là I. Trong những từ có một âm tiếp tận cùng là Y ngắn này, cộng với phụ âm và cộng với một âm E đấy các em nhé. Như là một số từ các em quan sát đây, chúng ta có từ like, like, bike, bike, và kite, kite, đúng không? Nào, trường hợp thứ hai chúng ta xét nào. Trường hợp thứ hai là i, e của chúng ta nhé các em, cũng được phát âm là I. Trong những nguyên âm cuối của từ có một âm tiếp như thế này, chúng ta thấy chúng ta có ba từ là die, die, lie, và time. Ok. Nào, trường hợp tiếp theo chúng ta xét đó là gì đây? Chúng ta có chữ Y ngắn này, G và H nhá. Được phát âm là I trong các từ các em thấy ở đây. Chúng ta có những từ sau phát âm là I các em này. Chúng ta có từ high, right và từ fight. Đều là từ rất quen thuộc của chúng ta, đúng không? Nào, và dấu hiệu tiếp theo nào. Nào, chữ cái U và Y ngắn nhá, cũng được phát âm là I trong một số từ như là guide, guide, inquire, inquire, hay là từ require, require, các em nhé. Nào, và cái dấu hiệu cuối cùng của chúng ta là gì nào? Chữ cái Y dài nhé, và chữ cái U và Y dài cũng có thể được phát âm là I trong một số từ như là dry, đúng không? Hay là fly, hay là từ my của chúng ta. Ok, vậy là chúng ta có tất cả là 5 trường hợp để các em nhận biết cái âm I này nhá. Nào, chúng ta sẽ vào phần bài tập áp dụng. Đó, bài tập này chúng ta như thường lệ là các em sẽ chọn giúp cô xem là từ nào nhá sẽ có phát âm khác với bao từ còn lại của chúng ta. Nào, chúng ta sẽ nhìn vào nhóm đầu tiên các em nhá. Nào, nhóm đầu tiên chúng ta có 4 từ như thế này nào. Các em hãy quan sát đi và tìm cho cô xem. Write a letter. B, triple. C, tidy. And D, kitten. Ok, listen for the second time. Và nghe lần thứ hai nhá. Nào, a letter. B, triple. C, tidy. And D, kitten. Nào, chúng ta thấy rằng A của chúng ta nhá. Từ A này phát âm là gì các em nhỉ? Litter, đúng không? Từ B phát âm là triple. Đó. Từ D này, con mèo con này, chúng ta phát âm là gì nào? Kitten, đúng không? Vậy thì ba từ vừa rồi để phát âm là âm gì hết? Ê, đúng không nào? Chỉ riêng C của chúng ta, từ này, ngăn nắp đầy, gọn gàng, chúng ta phát âm là tidy. Vì vậy, C này, tidy này, chính là từ phát âm khác ba từ còn lại. Nào. Chúng ta sang nhóm thứ hai các em nhé. Nào, nhóm thứ hai phát âm như thế nào đây? A, height. B, orange. C, seismic. And D, either. Ok?
Again, A, height. B, orange. C, seismic. And D, either. Ta có thấy gì nhỉ? A của chúng ta đây, height, đúng không? C, seismic. Và D, chúng ta có từ either. Ba từ này phát âm là I, đúng không nào? Chỉ riêng từ này của chúng ta, B của các em đây phát âm là orange. Đó, rất khác đúng không? Vậy thì B của chúng ta chính là từ phát âm khác, ba từ còn lại mà chúng ta cần tìm. Các em cùng cô quan sát nhóm thứ ba nhé. Nào, nhóm thứ ba gồm 4 từ sau đây. Phát âm theo thứ tự là A, guide. B, cruise. C, quite. And D, inquire. Again, A, guide. B, cruise. C, quite. And D, inquire. Nào, chúng ta thấy rằng từ A của chúng ta, từ này phát âm là guide, đúng không? C được phát âm là quite. Và D chính là inquire. Đó, tức là đều phát âm là gì các em nhỉ? I, đúng không? Chỉ riêng B phát âm là cruise, tức là gì? U. Vì vậy B của chúng ta cruise chính là từ phát âm khác ba từ còn lại. Chúng ta sang nhóm thứ tư nào. Nào, nhóm thứ tư gồm toàn những chữ y dài thôi. A, friendly. B, dragonfly. C, retry. And D, myself. Okay, again. A, friendly. B, dragonfly. C, retry. And D, myself. Nào, chúng ta thấy B đọc là dragonfly, đúng không? C phát âm là gì nào? Retry. Và D, myself. Tức phát âm đều là gì hết các em? I. Chỉ riêng từ A của chúng ta thôi. A phát âm là friendly, đúng không? Thân thiện đây. Vậy thì A của chúng ta phát âm là âm Y mà. Nên nó sẽ là từ mà phát âm khác ba từ còn lại. Okay. Chúng ta vào nhóm cuối cùng nhé. Nào, nhóm cuối cùng được phát âm lần lượt như sau. A, wait. B, eight. C, freight. And D, another. Nào, wait, eight, freight, neither. Chúng ta thấy rằng A, B và C đúng không? Ba từ đó phát âm đều là gì hết các em? A, đúng không? Chỉ riêng D phát âm là I, neither mà. Vậy thì D của chúng ta chính là từ phát âm khác ba từ còn lại. Ok, vậy là chúng ta vừa học xong bài ngày hôm nay. Bài hôm nay các em đã học cách phát âm và nguyên âm tiếp theo của chúng ta chính là nguyên âm I, đúng không các em? Hẹn gặp lại các em trong cái bài học tiếp theo nhé. See you!